Trước mặt chúng tôi đây là quý Phật tử trong phái đoàn đã từng người dâng những cái bông hoa và cả tấm lòng để dâng lên Đức Thế Tôn nơi Bồ Đề Đạo Tràng. Và giờ này là giờ phút linh thiêng liêng của tâm linh hướng về Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni để quý vị phát Bồ Đề Tâm, phát tâm thành để cầu mong được sự lợi lạc, trí tuệ và giải thoát. Và đây là xung quanh bốn cạnh của tháp Đại Giác, là nơi mà quý thầy Tây Tạng đã trưng bày rất nhiều phẩm vật để cúng dường Đức Phật nơi đây. Và đây là các vị sa môn của Ấn Độ, có Tịnh Lan, Miến Điện, Pune, vân vân. Và đây là phái đoàn Việt Nam ngồi trong khu vực Bồ Đề Đạo Tràng để tụng kinh dâng lên cầu nguyện đến ngôi Tam Bảo. Thank you.
ta mi ta ngủ ấy của đứa bé. À, trước mặt chúng tôi đây gọi là tháp đại giác hoặc là tháp giác ngộ, hay nơi toàn khu đây gọi là Bồ Đề Đạo Tràng, vì tháp này sát bên cạnh cây Bồ Đề được gọi là Bồ Đề Đạo Tràng, và đây gọi là tháp giác ngộ. À, quý vị nhìn cái tháp đây được hoa văn chạm chỗ rất là đẹp từ thời vua A Dục, và tháp này đã bị lún, bị qua nhiều năm thiên kỷ khiến cho đất bị sụp sâu. Đó là lý do tại sao mà chúng ta từ ở trên mặt đất cao phải xuống các tầng lầu dưới mới tới được cái mặt bằng phẳng này. Tất nhiên là qua nhiều thời kỳ chấn động địa đất, mặt đất của nơi đây bị thấp hơn mặt đất bằng phẳng ở bên ngoài rất là nhiều. Và xin mời quý vị tiếp tục theo về ý nghĩa của Bồ Đề Đạo Tràng. Cũng chính tại đây, Bồ Tát Cồ Đàm sau nhiều ngày ngồi tu khổ hạnh thiền định dưới cây cổ thụ Acapala, trước ngày sắp thành Phật, nàng Sujata, con gái của một điền chủ trong làng, vào buổi sáng đã mang cháo sữa đến cúng dường ngài. Sau khi dùng xong thức ăn, Bồ Tát xuống tắm sông Ni Liên Thiền và đến chiều ngài đi đến cây Pipa. Gần đó phát lời thệ nguyện, dù thịt nát, xương tan, máu huyết khô cạn, ta nhất quyết không rời nơi này nếu chưa đắc thành đạo quả chánh giác. Tại đây Bồ Tát đã dùng cỏ cát tường gọi là Kusa cỏ cát tường Kusa do tín hữu Sothiya dân cúng trải ở gốc cây làm tọa cụ để ngồi kiết già tiếp tục thiền định. Hôm sau vào ngày trăng tròn tháng Vesak, tháng năm dương lịch, Bồ Tát Cồ Đàm sau khi chiến thắng Ma Vương lần cuối cùng đã chứng đắc Phật quả vô thượng vào năm ngày đúng 35 tuổi. Từ đó cây Pipa được gọi là cây Bồ Đề, cũng gọi là cây giác ngộ. Bồ Đề Đạo Tràng thời vua A Dục của Ấn Độ từ 273 tới 232 trước Tây lịch. Theo sử liệu ghi chép trên các bia ký của vua A Dục là Asoka cho biết đức vua lần đầu tiên đến chiêm bái Bồ Đề Đạo Tràng vào năm thứ 10 triều đại A Dục, tức năm 260 trước Tây lịch. Vua A Dục đã phái công chúa con gái mình, tức là Niko Sagamitta, chiết một nhánh từ cây Bồ Đề ở gốc Bồ Đề Đạo Tràng cùng với giáo đoàn 11 Niko khác mang qua tặng cho vị vua Phật tử Tích Lan, trị vì 247 tới 207 trước Tây lịch, trồng ở công viên Mahamaya tại thị trấn Abhapura, cựu kinh đô của Tích Lan, Sri Lanka. Đây là cây Bồ Đề có lịch sử 2.200 năm, xưa nhất thế giới và hiện nay vẫn còn xanh tốt. Trước mặt chúng tôi đây là Kim Cang Tòa. À, đây là cây Bồ Đề đây quý vị, đây là cây Bồ Đề rất là sâu xa xưa, cành nhánh vương rộng ra và rất là khô cằn. Đây là tàn nguyên tàn cây của cây Bồ Đề, và đã qua nhiều năm tháng bị chặt rồi bị hư, bị đốn, bị làm cho hư hoại, nhưng sau đó cây Bồ Đề cũng vẫn nhảy ra từ đây, và bao bọc xung quanh cây Bồ Đề bằng bức tường, và
Dưới ngay gốc Bồ Đề, đây gọi là Kim Cang Tòa, là nơi Đức Phật ngồi thiền. Gọi là Kim Cang Tòa. Nói về Bồ Đề Đạo Tràng với ngôi chùa Đại Giác. Khi bàn về lịch sử của ngôi chùa đầu tiên được xây cất vào thời kỳ này, đến nay vẫn chưa có chứng tích rõ ràng để xác định được. Tuy nhiên, theo nhiều giả thuyết của một số học giả, tin rằng chùa Đại Giác có thể do vua A Dục kiến lập vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch. Bởi lẽ nhiều vị vua khác sau đó theo sử liệu cho biết cũng đã dựng nên tại Bồ Đề Đạo Tràng các tháp chùa, tháp để kỷ niệm, cho nên công nghiệp của vua A Dục bị lu mờ bớt đi chăng. Cũng có thể di tích ngôi chùa đầu tiên đã bị vua Sasanka xứ Bengal theo Ấn Độ giáo và rất thù ghét Phật giáo tàn phá. Còn ngôi chùa Đại Giác mà chúng ta thấy hiện nay, theo các nhà khảo cổ Đông lẫn Tây Phương, có thể nó được xây cất vào thế kỷ thứ 2 sau Tây lịch. Dù chúng ta không có đầy đủ sử liệu chính xác về ngôi chùa đầu tiên trong thời cổ, nhưng ít ra qua những tài liệu đã khám phá được của các học giả từ trước tới nay, cho thấy rằng ngôi chùa đầu tiên đã do Phật tử xây dựng và duy trì từ thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch cho đến khi giặc Hồi giáo đến xâm lăng tàn phá vào thế kỷ thứ 12 sau Tây lịch. Sau đó ngôi chùa trải qua bao biến cố thăng trầm, đã được sửa chữa, trùng tu nhiều lần. Không phải chỉ do Phật tử Ấn Độ mà những Phật tử Thích Lan, Miến Điện và các quốc gia khác cũng có góp phần. Bồ Đề Đạo Tràng, qua ký sự của các nhà hành hương Trung Quốc, sau vua A Dục, các danh tăng Trung Hoa đã đến chiêm bái thánh tích Bồ Đề Đạo Tràng, là Ngài Pháp Hiển, Quyền Trang và Nghĩa Tịnh. Trước mặt chúng tôi xung quanh Bồ Đề Đạo Tràng có rất là nhiều những lễ phẩm, lễ vật cúng dường như là nước, gạo, bông của quý vị Tây Tạng cúng dường liên tục quanh năm tại nơi Bồ Đề Đạo Tràng đây. Sự rộn rệp nhất ở Bồ Đề Đạo Tràng là sự tu học của quý thầy Tây Tạng. Vì đất nước Tây Tạng đã mất sau năm 1945 và quý vị phải xuống Ấn Độ, đặc biệt là xuống Nepal, rồi từ Nepal xuống miền Bắc Ấn Độ, và đa số tập trung tại nơi Bồ Đề Đạo Tràng đây để tu học, chuyên tu, và các trường Phật học được tu viện được xây dựng xung quanh đây, đặc biệt là miền Nam Ấn Độ có rất là nhiều tu viện của Tây Tạng được xây dựng và thành lập để đào tạo các thế hệ tăng Tây Tạng. Quân Hồi giáo của Ika Muhammad xâm chiếm Bihar, tàn phá Bồ Đề Đạo Tràng mùa đông năm 1190 tới 1991. Sau khi đánh chiếm các tiểu bang miền Bắc Ấn, quân Hồi giáo của Muhammad tiến xuống xâm lăng bang Bengal và Bihar, miền đông Ấn Độ. Năm 1192, ông đánh chiếm Bihar, đốt phá chùa tháp và sát hại nhiều vị tăng tại Đại học viện Phật giáo ở thuộc tiểu bang Bihar, được thành lập do các chùa Phật tử triều đại Palace từ năm 750 tới 1155. Chính trong thời kỳ đen tối này, Bồ Đề Đạo Tràng cũng không thoát khỏi gót giày xâm lược của quân Hồi giáo bạo tàn. Nhà sư và học giả Tây Tạng Dharmawin đến thăm thánh địa
này vào năm 1234 đã cho biết như sau: bấy giờ cảnh Bồ Đề Đạo Tràng thật là hoang vắng. Trong chùa Đại Giác chỉ có 4 nhà sư đang ở, một vị tăng nói khổ quá, các thầy sợ quân Hồi giáo chạy trốn hết. Họ là các sư đã lấy gạch xây bít kính cửa trước của Đại Giác, trong đó có thờ pho tượng Phật. Họ cũng phong tỏ luôn cửa bên ngoài chùa. Vào thời gian đó, chính Dhamma Pha Vinh cùng với nhiều vị sư Ấn Độ khác cũng đã phải đi ẩn trốn. Sau khi quân Hồi giáo đi xa rồi, Đại Đức Dhamma Pha Vinh có đến ý kiến vua Buddhasena, nhà cầm quyền xứ Ma Kiệt Đà đương thời, là một Phật tử nhiệt thành. Đức vua bây giờ đã cúng giúp nhiều vị sư Tích Lan và Đại Đức Dhammacitta trong công tác sửa sang chùa tháp ở Bồ Đề Đạo Tràng. Nhà sư Dhamma Pha Vinh Tây Tạng còn cho biết thêm rằng, khi đến thăm Bồ Đề Đạo Tràng, Đại Đức thấy vào lúc ấy có độ 12 ngôi chùa tháp, trong mỗi chùa có chừng 6, 7, 10 đến 15 tu sĩ. Các vách tường chùa sơn màu trắng sáng. Bồ Đề Đạo Tràng sau ngày quân Hồi giáo tàn phá, theo sử liệu khắc ghi trên các bia ký tìm thấy ở Bồ Đề Đạo Tràng, chứng tỏ rằng sinh hoạt tại thánh tích này vẫn còn được duy trì mãi đến thế kỷ 14. Sau khi quân Hồi giáo xâm lăng Bihar và không lâu sau đó, theo Panajuna, vị nữ hoàng của xứ Bengal, người đã giúp sửa sang chùa Đại Giác, cho biết Bồ Đề Đạo Tràng bắt đầu suy tàn kể từ giữa thế kỷ thứ 15 sau Tây lịch. Đạo luật chùa Đại Giác, tức là ngay Bồ Đề Đạo Tràng đây, trước mặt chúng ta đây là ngôi chùa Đại Giác. Đạo luật chùa Đại Giác, sau nhiều năm kiên trì vận động trực tiếp cũng như gián tiếp của chư tăng, các học giả, chính khách Phật tử, trí thức tại Ấn Độ, Tích Lan và Miến Điện và nhiều quốc gia khác, cùng với sự ủng hộ của Thánh Gandhi, bác sĩ Pasha là tổng thống đầu tiên của Ấn Độ vào năm 1952, nhất là bác sĩ Sinha, thủ tướng chính phủ liên bang Bihar bây giờ. Cuối cùng, đạo luật chùa Đại Giác đã được hội đồng lập pháp của chính phủ Bihar thông qua vào năm 1949. Giá trị căn bản của đạo luật này là giúp Phật tử giành lại chủ quyền đối với ngôi chùa Đại Giác mà hàng mấy thế kỷ qua đã rơi vào tay các ông Mahan theo Ấn Độ giáo. Theo đạo luật trên, một hội đồng quản lý chùa Bồ Đề Đạo Tràng sẽ do chính phủ Bihar thành lập. Hội đồng gồm có một vị chủ tịch với 8 thành viên, 4 Phật tử và 4 tín đồ Ấn Độ giáo. Tất cả những hội viên phải là công dân Ấn Độ và do chính phủ Bihar chỉ định. Quận trưởng Gaya sẽ giữ chức chủ tịch. Nhiệm kỳ của các hội viên trong hội đồng là 3 năm. Văn phòng của hội đồng đặt tại Bồ Đề Đạo Tràng. Nhiệm vụ chính của hội đồng là: thứ nhất, bảo trì sửa sang ngôi chùa, chăm sóc đến quyền lợi và sự an toàn của du khách hành hương, sắp đặt tổ chức các khóa lễ tại chùa Đại Giác; thứ hai là ngăn ngừa hành động gây tổn hại cho ngôi chùa và các tượng Phật, pháp khí khác; thứ ba là lo việc thu nhận tài vật. Khách thập phương cúng dường cho chùa, giữ gìn sổ sách kế toán, giấy tờ quan trọng của chùa hay đất chùa.
bảo vệ các tài sản, gửi tiền, ngân hàng và đầu tư làm lợi cho ngân quỹ của chùa. Một đại hội đồng chính thức đầu tiên của Hội đồng Quản lý Chùa Đại Giác được tổ chức tại Gaza vào ngày 26 tháng 4 1953. Trong cuộc họp báo này, nhiều quyết định quan trọng đã được hội đồng thông qua, trong đó việc đề cử người thường trực trông coi việc ở chùa. Ngoài ra, nhằm thực thi một vài điều khoản ghi trong đạo luật Bồ Đề Đạo Tràng, một hội đồng cố vấn đã được thành lập. Về lịch sử của ngôi chùa Đại Giác, gọi là Maha Bodhi Temple, chùa Đại Giác tại Bồ Đề Đạo Tràng, Bogaya là một trong những di tích Phật giáo độc đáo và mỹ thuật nhất tại Ấn Độ. Thực vậy, nghệ thuật kiến trúc của nó đã được chọn làm khuôn mẫu để xây cất nhiều ngôi chùa tương tự tại Ấn Độ và các quốc gia khác như Miến Điện, Thái Lan, Nepal và Bangladesh. Đây là di tích quan trọng thứ hai sau cây Bồ Đề tại Bồ Đề Đạo Tràng. Về lịch sử ngôi chùa đầu tiên tại Bồ Đề Đạo Tràng được xây cất vào lúc nào? Như trước chúng tôi đã trình bày là đến nay vẫn chưa có đủ tài liệu đích xác để biết rõ. Theo truyền thuyết, người ta tin rằng vua Ayodhya Ashoka sống vào thế kỷ thứ 3, 273 tới 232 trước Tây lịch, là người đã lập nên ngôi chùa đầu tiên. Một tấm bia ký tiếng Pali viết âm theo lối chữ Miến Điện, không đề tên tác giả, được tìm thấy tại Bồ Đề Đạo Tràng năm 1833, cũng cho biết ngôi chùa đầu tiên do vua A Dục thiết lập. Nhưng tiếc là không có chứng tích gì lưu lại ngoại trừ một đoạn ký sự của Ngài Quyền Trang ghi chép rằng tại vị trí của ngôi chùa hiện nay, vua A Dục đầu tiên đã xây cất một ngôi chùa nhỏ, sau đó có một người Bà La Môn tái thiết lại thành một ngôi chùa lớn. Và ngôi chùa này còn tồn tại đến khi Ngài Quyền Trang đến viếng Bồ Đề Đạo Tràng vào năm 637 sau Tây lịch. Ngôi chùa Đại Giác với ngọn tháp hình tứ giác phía trên đo từ nền đất lên cao khoảng 51 thước chiều cao và nền chùa rộng khoảng 14 thước vuông mà quý vị trông thấy hiện nay. Các học giả Ấn Độ lẫn Tây Phương cho rằng nó được kiến lập vào thế kỷ thứ 2 sau Tây lịch. Và theo ông Alexander Cunningham, nhà khảo cổ trứ danh của người Anh, ngôi tháp cao 51 thước mà Ngài Quyền Trang miêu tả đã nói trên chính là ngôi chùa Đại Giác hiện nay. Không có gì nghi ngờ, mặc dù có thay đổi và sửa chữa, nên chùa có hình vuông, nhưng càng lên cao tháp, chùa thu hẹp dần, cho tới đỉnh thì có hình trụ tròn, ngõ chính vào chùa từ hướng đông. Trước khi đến cửa dẫn vào điện Phật, quý vị phải đi ngang qua một chiếc cổng bằng đá, trang trí với nét chạm trổ rất đẹp. Chính điện của chùa nằm ở tầng dưới, vì không có cửa sổ nên hơi tối và ánh sáng chỉ vào được từ cửa chánh. Trên bệ đá nơi chánh điện tôn trí một pho tượng Phật lớn ngồi kiết già, sơn son thiếp vàng rất mỹ thuật, với diện ngài nhìn về hướng đông, đúng như vị thế Đức Phật khi xưa kia, ngồi lưng dựa vào cội Bồ Đề trong đêm cuối cùng trước khi Ngài thành đạo. Ngôi chùa có một tầng lầu được dẫn lên bởi hai cầu thang bằng đá nằm ngay ở hai bên cửa chánh đi vào chánh điện. Vừa lên tầng thứ nhất, quý vị liền thấy ngọn tháp chánh cao hình tứ giác của ngôi chùa xây bằng gạch ngay ở giữa. Tại bốn góc có bốn ngọn tháp hình tứ giác nhỏ hơn. Bên trong hai ngôi tháp phía tây có tôn trí các pho tượng Bồ Tát.
và hai ngọn tháp phía đông có cầu thang đi xuống. Cũng tại lầu nhất này, ở dưới ngọn tháp chính là một điện thờ rộng. Bên trong đặt thờ các tượng Bồ Tát, tượng Phật, gỗ đàn hương Nhật Bản của ngài Dhammapala và một bộ tạng kinh tiếng Tây Tạng do Đức Đại La Mật Đại La Lạt Ma dân cúng. Nơi tầng dưới trên bức tường bên ngoài phía quanh ba phía Tây, Nam và Bắc của ngôi chùa có nhiều khám thờ các tượng Phật bằng đá do những Phật tử Tây Tạng sơn thép vàng rất đẹp. Tọa vị mà chúng ta đã lãnh lễ sáng nay đúng không quý vị nói chưa? Và ngày xưa Đức Thế Tôn cũng ở cái vị trí tương tự như vậy dưới cây Bồ Đề. Và quý vị thấy cây Bồ Đề phía sau tháp à, chính cây Bồ Đề này Đức Thế Tôn đã thành đạo. Cây Bồ Đề phía sau tháp à, quý vị thấy à, cái tháp rồi đến cây Bồ Đề, thì cây Bồ Đề đó là chính cái cây Bồ Đề Đức Thế Tôn đã thành đạo. Và lịch sử cái cây Bồ Đề này thì nó đã trải qua 11 thế hệ rồi. À, cây Bồ Đề ngày xưa Đức Thế Tôn thành đạo sau 300 năm thì vẫn còn, cho tới khi mà vua A Dục, tức là vua Asoka lên nắm quyền trị vì, thì ngài từ một cái vị vua rất là hung ác, nhờ sự nhờ cái theo đạo Phật cho nên ngài mới chuyển tâm Bồ Đề và trở thành một vị vua anh minh và rất là lương thiện. Ngài ủng hộ Phật pháp rất là tuyệt đối tín tâm. Thì trong đó ngài có một vị thứ phi ngài rất là thương. Thì từ ngày mà ngài trở thành vị Phật tử rồi á thì ngài thương cây Bồ Đề và thương Tam Bảo nhiều hơn thương thứ phi. Thì cái cô thứ phi này đó mới sanh lòng ghen tị với cây Bồ Đề. Là sau khi Phật 300 năm nhập diệt rồi thì cây Bồ Đề nó vẫn còn. Cây Bồ Đề vào thế hệ đầu tiên đó vẫn còn. Thì nhân cái buổi đi vắng của vua cô thứ phi này mới nói là trong lúc vua đi vắng thì cô mới sai người tới chặt cây Bồ Đề đi, đốt cây Bồ Đề sạch hết gốc và đổ nước mía lên đó. Mục đích là không có cho cây Bồ Đề nó mọc nữa. Tại vì nếu mà cây Bồ Đề mọc nữa thì chắc chắn vua sẽ chia sẻ tình thương cho cây Bồ Đề và không thương cô nhiều như ngày trước. Nhưng mà Phật pháp thì lúc nào cũng luân chuyển và nhiệm màu. Mặc dù đã thiêu đốt hết gốc và đổ nước mía lên, nhưng một thời gian sau một cây Bồ Đề non đã được mọc lên từ đống tro tàn ngay trong gốc đó. Cái gốc cũ nó mọc lên một cây non và cây non đó cứ tiếp tục thế hệ này đến thế hệ khác, nhiều thế hệ như vậy, cho đến khi là con của vua Asoka, vua A Dục, có hai vị phát tâm xuất gia, một vị tên là Mahinda và một vị tên là Sona. Mahinda đó là một thầy tỳ kheo và Sona đó là một vị tỳ kheo ni. Thì song song với việc gửi rất là nhiều sứ giả đi các nước để truyền bá thì vua cũng gửi hai người con của mình đi sang Sri Lanka để mà hoằng dương chánh pháp. Thì trong cái chuyến đi hoằng dương chánh pháp đó, vị đó mới có mang theo một nhánh cây Bồ Đề ở Ấn Độ, đây là cây Bồ Đề này đi qua trồng ở Sri Lanka. Cho nên bây giờ ở Sri Lanka vẫn còn một cây Bồ Đề từ cây Bồ Đề này thời gian nhiều thế hệ như vậy cho đến thế hệ thứ 11. Cây Bồ Đề này là cây Bồ Đề thứ 11. Năm 1898 thì do một trận bão đi qua và cây Bồ Đề cũ nó không còn sức sống nữa và nó đã gãy. Cho nên cái ban bảo trì của Ấn Độ mới lại phái người sang Sri Lanka xin một nhánh cây Bồ Đề bên đó và về trồng lại đây. Đây là cây Bồ Đề hơn 100 năm, nguồn gốc nó là như vậy. Có nghĩa là đời cháu, đời chức và đời tiếp tục như vậy, giống như là chánh pháp truyền từ đời này sang đời khác. Còn cái bảo tháp này là do vua Asoka xây nhỏ hơn. Nhưng mà vào thời thế kỷ thứ 5 thì cũng có một vị vua rất là hộ trì Tam Bảo và xây lớn hơn.
và cứ xây lớn như vậy cho nên thay đổi nhiều thế hệ. Và cái hình dáng bây giờ là được duy trì từ thế kỷ thứ 9, hoàn thiện vào thế kỷ thứ 9. Nhiều thế hệ đã tu sửa như vậy. Chúng ta thường hay nói rằng là 49 ngày ở dưới cây Bồ Đề thành đạo, nhưng mà lịch sử thực tế thì không phải như vậy. Ngay khi sau một buổi chiều, sau khi Đức Thế Tôn quyết định nhận thọ nhận cái bát sữa của nàng Sujata để từ bỏ con đường là khổ hạnh mà đi theo con đường trung đạo, không quá hưởng dục lạc cũng không có quá khổ hạnh, thì ngài quyết định nhận thọ nhận cái bát sữa. Và sau khi thọ nhận bát sữa xong của nàng Sujata thì Đức Thế Tôn mới xuống dòng sông Ni Liên Thiền để tắm và phát nguyện rằng nếu ta không thành đạo, không tìm ra con đường đạo và không chứng đắc, ta nguyện sẽ không rời khỏi cây Bồ Đề. Và ngài đã thả cái bát của mình đi xuống, và lúc đó cái bát đã đi ngược với dòng nước chảy của dòng sông Ni Liên Thiền. Và ngài trải tỏa phủ bằng cỏ ở dưới cây Bồ Đề này và bắt đầu tham thiền nhập định. Và ngay đêm đầu tiên Đức Thế Tôn đã chứng đạo. Ngay đêm đầu tiên, không phải đêm thứ 49. Tí nữa Huệ Hòa sẽ đưa quý vị đi vòng vòng ở đây để xem tiến trình đó như thế nào. Ngay đêm đầu tiên vào canh 1, ngài đã chứng quả túc mạng minh. Canh thứ 2, ngài tiếp tục chứng quả cho đến sáng, ngài chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và tuần lễ đầu tiên sau khi thành đạo xong, đêm đầu tiên khi sao mai vừa mọc thì ngài chứng đắc hoàn toàn, và ngài ở dưới cây Bồ Đề đó ngay tuần lễ đầu tiên 7 ngày. Không nói, chỉ thiền định và bắt đầu chiêm nghiệm lại những gì mình đã chứng đắc. Thì đó, thiền định, ăn trong thiền định, nghỉ ngơi trong thiền định. Và đúng như lời phát nguyện của ngài, ngài không chứng đắc, ngài sẽ không rời khỏi cây Bồ Đề. Chứng đắc xong một tuần lễ sau, ngài mới bắt đầu rời khỏi cây Bồ Đề. Thì bây giờ đoàn của chúng ta cũng đã khá là trễ rồi. Chương trình hôm nay là Huệ Hòa sẽ đưa quý vị đi viếng thăm hết tất cả các nơi nhỏ trong cái cội Bồ Đề, trong cái khuôn viên Bồ Đề Đạo Tràng này, để quý vị biết cái đó là cái gì. Còn không mấy bữa nào quý vị chỉ biết là có ở đó có ông Phật thôi, hoặc còn không biết là tại sao Đức Phật thành đạo và nó như thế nào. Sau đó là chương trình của chúng ta. Hôm nay chúng ta có một buổi thiền hành đốt nến để cúng dường chư Phật. Khi mà mặt trời xuống thì bây giờ là 5 giờ kém rồi, 6 giờ là mặt trời đã lặn, là chúng ta bắt đầu đốt nén để đi thiền hành. Mình sẽ kết thúc cái buổi hôm nay khoảng độ 7 giờ 15 và chúng ta trở về khách sạn, không có ai ở lại hết. Tại vì nếu quý vị muốn sáng mai đi thì phải về với khách sạn hết. Bây giờ quý vị chúng ta đứng lên ban tọa cửa, ban hương đăng, chúng ta gom đồ lại. Phạm vĩnh không có rõ ràng, pháp chanh diệu âm thân định, phan thị bích nga pháp danh thân thiện cần thị nghiệp cơ thân phụ nữ pháp danh thân bình tương thị nhung pháp danh vị đầu đất đã được con cái đấy có anh đúng đấy nay bây giờ bây giờ tâm cung đối Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật đại chúng minh.
giả pháp con đức thủy tự thiên chân thiên tây chúng sanh nghiệp cấu tạo tỷ lô hoa tạng giới cá trung vô chữ bất siêu luân tỷ bất tài quân đuôi pháp tâm cần bất nhiễm kia rồi đuôi dây trái như khôn một như tác dương chung tiếp quét ban như thành tịnh độ cho hướng đạo ngoại tuân nha cô trượt quét thắng hòa mô hiển tổng thanh lương bồ tát liễu đầu cam lộ thể năng linh đáp biến thập phương tinh chuyên có quế tận chuyên từ linh thứ pháp viên tất thanh tịnh bao nhiêu camera đang mua áp nhà lúc bằng ngon cẩm thương thì trọng tiêu tai nghe thương tâm kinh tâm tâm mang ba màu đà nẵng mở về không slowly and zoom out zoom in you know how to zoom slowly I don't know please no kidding Thank you.
saranam gacha. Về Bồ Đề Đạo Tràng, nói về cái Bồ Đề gọi là Bodhi Tree. Đây là di tích lịch sử thiêng liêng nhất và là trung tâm hành lễ của các Phật tử khi đến chiêm bái Bồ Đề Đạo Tràng. Tên thật của nó là Pipha, là Tất Bát La, và được gọi là cây Bồ Đề. Kể từ sau ngày Đức Phật ngồi tham thiền, chứng đạo giác ngộ tại đây, vì Bồ Đề có nghĩa là giác ngộ, cây Bồ Đề hiện nay nằm về hướng Tây của chùa Đại Giác và cao khoảng 30 thước. Theo truyền thuyết, người ta tin rằng nó được mọc lên ngay đúng vào ngày Đức Phật đản sanh tại vườn Lâm Tỳ Ni và sẽ tồn tại nhiều thế kỷ về sau để các Phật tử hành hương chiêm bái. Theo tài liệu ghi chép trong tập Tây Du Ký của ngài Huyền Trang, cây Bồ Đề vào thời Phật còn tại thế cao đến vài trăm feet. Mặc dù bị chặt ngã nhiều lần, hiện nó vẫn còn cao từ 40 tới 50 feet. Màu của vỏ cây trắng vàng, lá và nhánh con có màu xanh đậm. Vào mùa thu cũng như đông, lá không héo úa mà quanh năm luôn xanh tươi và chói sáng không thay đổi. Những ngày sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, lá héo tàn và rụng, sau đó lại tươi tốt như trước. Tưởng nên biết rằng cây Bồ Đề hiện nay quý vị trông thấy khi đến Bồ Đề Đạo Tràng không phải là cây Bồ Đề gốc, mà theo nhà khảo cổ Cunningham, cây con của nó đã được trồng đi trồng lại ít nhất có đến 20 lần kể thời đại của vua A Dục thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch cho đến nay.
vua Ấn Độ triệt hạ cây Bồ Đề. Vì thiếu sử liệu, chúng ta không thể biết được cây Bồ Đề đầu tiên đã bị hủy diệt đến bao nhiêu lần. Trải qua lịch sử dài hàng nghìn năm tồn tại của nó, nhưng qua ký sự của Ngài Huyền Trang dưới đây cho thấy nó đã bị vua A Dục, trước khi Ngài quy y theo Phật giáo, hoàng hậu Thisa Karasita, vợ của vua, và vua Sanka sau 106 sau Tây lịch theo Ấn Độ phá hủy nhiều lần. Vua A Dục khi mới lên ngôi không tin Phật pháp, muốn phá hủy dấu vết của Đức Phật, nên Ngài đã hướng dẫn quân lính đến đây là Bồ Đề Đạo Tràng với mục đích triệt hạ cây Bồ Đề. Nhà vua ra lệnh cho đốn gốc, chặt nhỏ thân, nhành và lá cây, dồn đóng chúng lại một nơi cách đó về hướng Tây độ 50 feet. Sau đó, Đức Vua truyền một vị bà La Môn châm lửa đốt cháy tất cả. Khi đám khói vừa tan, từ trong ngọn lửa mọc lên một cây Bồ Đề kép. Vua A Dục nhìn thấy phép thần diệu này, liền ăn năn tội lỗi của mình. Đức vua bèn truyền lấy nước sữa thơm tươi món vào những rễ của cây Bồ Đề cũ. Tức thì vào sáng hôm sau, cây Bồ Đề mọc lại như trước. Nhà vua thấy điềm kỳ lạ, vô cùng xúc động. Ngài đích thân dâng cúng lễ vật và hết sức vui mừng, đến nỗi đức vua quên cả việc trở về hoàng cung. Hoàng hậu, một tín đồ theo tôn giáo khác bực mình, đã bí mật sai người vào ban đêm đến chặt phá hủy cây Bồ Đề lần nữa. Sáng mai, vua A Dục trở lại cây Bồ Đề hành lễ, chỉ thấy thân cây bị cắt. Ngài rất buồn khổ, với lòng thành thiết tha cầu nguyện, nhà vua cho tưới nước sữa thơm vào rễ cây, và không đầy một ngày sau, cây Bồ Đề sống trở lại. Đức vua cảm động trước phép màu nhiệm, truyền cho xây quanh cây Bồ Đề một bức tường cao 3 thước mà đến nay vẫn còn thấy. Thời gian sau, vua Sanka 606 sau Tây lịch theo Ấn Độ giáo phỉ báng đạo Phật, ra lệnh đốn cây Bồ Đề, đào sâu xuống đất tới nước nhưng vẫn không bưng hết rễ được. Đức vua bèn truyền đem lửa đốt và tưới nước mía lên, mong tiêu diệt cây hoàn toàn, không còn để lại dấu vết. Vài tháng sau, vua Puravana xứ Ma Kiệt Đà, vị vua cuối cùng của dòng họ A Dục, nghe tin thở dài và than: ánh sáng của trí tuệ đã được xiển dương, không còn gì lưu lại ngoài trừ cây Bồ Đề. Nay nó bị hủy diệt, nguồn sống tâm linh đâu còn gì nữa. Đức vua bèn xót xa quỳ lại trên đất với nước sữa tưới của 1000 con bò. Ngài cho tưới vào rễ cây vào đêm ấy, cây sống lại lần nữa, mọc cao đến 3 thước. Nhà vua sợ cây Bồ Đề lại bị chặt đốn, nên đã cho xây bao quanh một bức tường cao đến 8 thước. Trích tập Tây Du Ký của Ngài Huyền Trang. Sử liệu ghi chép, vua Sanka sau khi hủy diệt cây Bồ Đề vào năm 620 sau Tây lịch, không lâu sau đó,
nhà vua đã bị chết vì mụn nhọn. Theo ông Akerhem, vua Mihigakula lên ngôi năm 500 năm sau Tây lịch, của triều đại Gupta, có thể cũng là vị vua đã triệt hạ cây bồ đề. Nhà khổ cổ này cũng bảo rằng công việc cứu sống và xây dựng bức tường xung quanh để bảo vệ cây bồ đề của vua Puramava xảy ra vào những năm 600 và 620 sau Tây lịch. Cây bồ đề này đã tồn tại đến triều đại Phật giáo của các vua Palas. Năm 1811, Dr. Hamilton đến viếng cây bồ đề, thấy cây vẫn còn xanh tốt và phong, và ông phỏng chừng nó đã sống qua 100 năm. Ông Cunningham đến thăm bồ đề đạo tràng vào năm 1861 và sau đó 1871 cho biết, trong vòng 10 năm, các nhánh chanh và thân cây bồ đề đã bị hư hoại, mục nát nhanh chóng. Vào năm 1876, một trận bão lớn đã làm cây bồ đề gãy ngã. Và tại nơi cây bồ đề cũ, người ta trồng lại một cây mới mà nó đã sống từ ngày ấy cho đến nay. Như vậy, cây bồ đề mà quý vị hiện đang thấy tại bồ đề đạo tràng đã có tuổi thọ trên 110 tuổi. Kim Cang Tòa. Kim Cang Tòa nằm giữa cây bồ đề và chùa Đại Giác, là nơi hành lễ thiêng liêng thứ ba của cây bồ đề đạo tràng. Kinh sách ghi chép rằng đây là chỗ chư Phật trong ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai, đều ngồi để chứng đạo giác ngộ. Không có vật gì ở thế gian có thể chịu đựng nổi sức nặng của một vị đã chứng đắc quả bồ đề. Và cũng không một ai, kể cả vua trời Đế Thích, có thể bay ngang trên Kim Cang Tòa. Trong tập ký sự, Ngài Huyền Trang đã miêu tả chỗ này như sau: ở giữa bên trong gần cây bồ đề là một kim cang tòa. Có chu vi khoảng 76 thước. Trên tòa này, 1000 Đức Phật trong hiện kiếp đã ngồi và nhập Kim Cang Định, cho nên gọi là Kim Cang Đài. Đây là chỗ chư Phật ngồi để chứng đắc đạo quả bồ đề. Khi mặt đất rung chuyển, chỗ này vẫn đứng yên. Vì thế, lúc Đức Phật sắp đắc đạo, Ngài lần lượt đi đến bốn góc xung quanh nơi đây, mặt đất lung lay chuyển động. Sau đó Ngài trở về, thấy Kim Cang Tòa vẫn yên tĩnh. Vào thời kỳ mạt Pháp, giáo lý của Đức Phật bị tiêu diệt, đất bụi sẽ lấp tòa kim cang này và nó sẽ không còn trông thấy nữa. Tòa kim cang hiện thấy tại bồ đề đạo tràng làm bằng sa thạch, chạm trổ mỹ thuật, chiều dài là 2 thước, chiều rộng là 1 thước. Theo các nhà khảo cổ, tòa này có thể được kiến tạo từ thời vua A Dục, thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch. Trên bề mặt của nó có khắc những đường hình học
và xung quanh nó, bốn phía ngoài đều có chạm trổ, rất đẹp. Tòa kim cang nói trên do ông Cunningham đào thấy ở hầm trong một ngôi tháp của vua A Dục, truyền dựng nên xung quanh cây bồ đề trước kia. Bảy tuần thất Đức Phật ngồi tham thiền sau khi chứng đạo. Trong kinh chép rằng sau khi chứng đạo thành Phật, Ngài đã trải qua bảy tuần thất ngồi thiền, mỗi tuần một chỗ để suy tưởng về sự an lạc mà Ngài đã đạt được. Sau đây là bảy tuần thất. Tuần thứ nhất, cội cây bồ đề. Ngài đã ngồi tĩnh lặng ở đây 7 ngày nữa để cảm nhận sự an lạc có được nhờ giác ngộ. Tuần thứ hai là tháp Amina Jacobkana. Đây là ngôi tháp bằng gạch do vua A Dục lập nên để ghi dấu nơi Đức Phật. Trong tuần lễ thứ nhì, đứng nhìn chăm chú cây bồ đề, bày tỏ lòng tri ân. Nó đã che mưa đỡ nắng giúp Ngài thành tựu đạo quả giác ngộ. Ngài Huyền Trang trong ký sự đã diễn tả ngôi tháp này như sau. Về phía trái của con đường là một tảng đá lớn. Trên đó có một ngôi tháp, bên trong tôn trí một pho tượng Phật. Đây là chỗ xưa kia Đức Phật đã ngồi suốt 7 ngày suy tưởng đến cây bồ đề. Trong thời gian này, mắt Ngài chăm chú nhìn nơi đó nhằm bày tỏ lòng tri ân đối với cây bồ đề. Ngôi tháp hiện còn, quý vị có thể chiêm bái, được xây trên một mô đất nằm về phía đông bắc chùa Đại Giác. Chiều cao là 16 thước, với cửa chính vào từ hướng đông dẫn đến một phòng nhỏ rộng 6 rộng 2 thước. Với cửa chính vào hướng đông và dẫn đến một phòng nhỏ rộng 2 thước vuông, nơi đây có tôn trí thờ một pho tượng Bồ Tát Quán Thế Âm thuộc thế kỷ thứ 10 sau Tây lịch. Ngọn tháp đã được chính phủ Ấn Độ trùng tu năm 1956 nhân kỷ niệm đại lễ Phật Đản năm 2500. Vào tuần thứ ba là Kankamana, đường kinh hành quý báu. Khi thấy Đức Phật sau khi thành đạo vẫn còn quanh quẩn nơi cội bồ đề, nên chư thiên bấy giờ nghi ngờ không rõ Ngài đã chứng đắc đạo quả giác ngộ chưa. Nhận biết điều này, Ngài bèn dùng quay lực thần thông tạo nên đường kinh hành quý báu, để suốt trong tuần lễ thứ ba, Ngài đi lên đi xuống tại nơi đây. Ngài Huyền Trang trong ký sự có ghi lại chỗ này như sau. Về hướng bắc của cây bồ đề là nơi Đức Phật đã kinh hành đi lên và đi xuống. Sau khi chứng đạo, Đức Phật không rời kim cang tòa, nhưng Ngài đã ngồi lại thiền định và yên tĩnh trong một tuần lễ. Rồi Đức Phật đứng dậy đi qua đi lại ở dưới phía bắc cây bồ đề trong suốt 7 ngày từ đông sang tây, một đoạn dài độ 10 thước, khoảng 18 chiếc hoa huyền diệu đã mọc lên tại nơi có dấu chân của Ngài. Về sau, nơi này được bao bọc bởi một bức tường gạch cao 1 thước. Vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, hoàng hậu Kurani
đã cho xây một bệ đá với các hoa sen chạm nổi tại những nơi có bàn chân của Đức Phật bước đi để ghi dấu đường kinh hành quý báo này. Bệ đá ngày nay còn trông thấy tại Bồ Đề Đạo Tràng. Dài 20 thước và cao 1 thước. Trên mặt có khắc những hình hoa sen nằm dọc bức tường phía bắc của chùa Đại Giác. Đường kinh hành này được tu bổ vào năm 1956. Tuần thứ tư là Rata Naga Bảo Cung. Đây là ngôi tháp nhỏ nằm ở góc hướng tây bắc chùa Đại Giác. Đức Phật đã ngồi tại nơi này trong tuần lễ thứ tư sau khi chứng đạo để suy niệm về những giáo lý vi diệu tối thắng trong tạng luận. Vào lúc đó, từ kim thân Ngài phóng ra hào quang sáu màu, xanh, vàng, đỏ, trắng, da cam, và màu tổng hợp của năm màu vừa kể. Đại tá Henry Steele Olcott, một Phật tử Hoa Kỳ, đã phóng theo sáu màu hào quang này, đầu tiên phát quà ra màu cờ Phật giáo quốc tế, mà hiện được dùng tại các nước Phật giáo khắp trên thế giới. Ngài Huyền Trang trong ký sự đã mô tả ngọn tháp trên như sau: không xa về hướng tây cây Bồ Đề là một ngôi chùa lớn, bên trong tôn trí một tượng Phật bằng đồng trang sức với những châu báu quý. Ngài đứng với mắt nhìn hướng đông. Phía trước chùa này có một phiến đá xanh, trên đó có khắc vẽ những đường nét kỳ lạ độc đáo. Đây là nơi Đức Phật đang ngồi trên ngôi tòa bảy báo do vua trời làm ra, trong khi Đức Phạm Thiên xây dựng cho Ngài một gian phòng bằng thất bảo. Sau Ngài Đức Phật chứng đắc đạo quả vô thượng, trong thời gian 7 ngày Đức Thế Tôn ngồi thiền ở đây, hào quang từ nơi kim thân Ngài phóng ra rực sáng đến cây Bồ Đề. Từ lúc Đức Phật còn tại thế mãi đến hôm nay, vì thời gian quá dài lâu cho nên các ngọc ngà châu báu này đã biến thành đá. Hiện nay di tích mà quý vị có thể trông thấy tại nơi này là một ngọn tháp chỉ có 4 bức tường bằng gạch, không có mái. Chiều dài là 4 thước và chiều rộng là 3 thước. Về tuần thứ 5, đây là cây đa trứ danh, thường thấy ghi chép nhắc lại trong kinh tạng Phật giáo Bali của Nam Tông. Đức Phật vào tuần lễ thứ 5 sau khi chứng đạo đã ngồi dưới cây đa này để chứng nghiệm về hạnh phúc giải thoát. Theo tập Bổn Sanh Kinh, trong tuần lễ này các con gái ma vương đến tìm cách quyến rũ Đức Phật nhưng thất bại. Tài liệu ghi chép ở Luận Tạng lại cho biết sau khi đắc đạo, Đức Phật đã ngồi thiền ở đây trong tuần lễ thứ 3. Vào lúc ấy, Đấng Phạm Thiên hiện ra thỉnh cầu Ngài nên vì chúng sanh truyền bá giáo pháp cho thế gian. Nhưng vị trí đích xác của cây này hiện chưa được các nhà khảo cổ tìm thấy. Tuy nhiên, một vài học giả Ấn Độ tin rằng đó là cây đa xưa kia nằm cạnh bờ sông Ni Liên Thiện. Chính tại đây, trước khi thành đạo, Đức Phật đã ngồi và nhận bát cháo sữa của nàng Sujata dâng cúng.
một ngày trước khi Ngài đến tọa thiền ở cội Bồ Đề để sáng hôm sau chứng đắc Phật quả. Ngài Huyền Trang trong ký sự có nhắc đến cây Ajapala như sau: về hướng đông nam của cây Bồ Đề, cạnh cây Ajapala là một ngọn tháp. Ngoài ra chỗ ấy còn thấy một ngôi chùa có tượng Phật và tôn trí thờ bên trong. Đây là nơi Đấng Phạm Thiên đã thỉnh cầu Đức Phật sau khi Ngài thành đạo nên chuyển pháp luân. Hiện nay chỗ này đến chiêm bái quý vị còn trông thấy một ngọn tháp. Thời gian học ở Đại học Mangala, thỉnh thoảng chúng tôi có đến viếng và hành lễ tại đây. Tuần thứ 6, hồ nằm cạnh một dặm về hướng nam của chùa Đại Giác. Trong tuần lễ thứ 6, Đức Phật đã ngồi thiền tại đây. Vào lúc ấy một trận bão to xảy ra. Vị Long Vương của hồ này xuất hiện, quấn nhiều vòng quanh kim thân Đức Phật để chống lại mưa gió, che chở cho Ngài. Ngài Huyền Trang khi đến viếng cảnh hồ này đã diễn tả trong ký sự của Ngài như sau: nước hồ có màu xanh đậm, mùi vị ngọt và ngon. Nơi bồ hồ phía tây có một ngôi chùa nhỏ, bên trong tôn trí thờ một pho tượng Phật. Xưa kia sau khi chứng đạo, Đức Như Lai đã ngồi thiền 7 ngày nơi đây. Rồi lại vị Long Vương đã bảo vệ cho Đức Thế Tôn, quấn 7 vòng quanh mình Ngài, biến hóa ra nhiều đầu, làm thành chiếc dù để che cho Đức Phật. Tuần thứ 7, Đức Phật đã trải qua tuần lễ thứ 7 tại gốc cây này để chứng nghiệm về đạo quả của sự giải thoát. Kinh sách chép rằng bấy giờ từ mặt đất ở đây hiện ra một ngôi pháp tòa bằng đá và Ngài đã tọa thiền trên đó. Vị trí chính xác của nó các nhà khảo cổ chưa biết rõ ở đâu. Tuy nhiên một vài học giả cho rằng cây này có thể cũng nằm trong khuôn viên của chùa Đại Giác. Theo tài liệu ghi chép trong luật tạng, chính tại đây Đức Phật đã gặp và nhận bánh gạo cùng mật ong do hai thương gia Miến Điện cúng dường trên đường họ đi từ Ukhala, miền đông Ấn Độ, trở về nhà. Hai vị đó đã xưng y Đức Phật và Pháp và trở thành thiện tín đầu tiên của Ngài. Bản chú giải Túc Sanh Truyện ghi rằng hai thương gia lúc ấy muốn xin Đức Phật một kỷ vật gì mang về nước thờ. Ngài liền nhổ trên đầu 8 sợi tóc đưa cho họ. Khi hai người về đến nơi, xá lợi này được dân chúng trong nước tổ chức nhiều ngày lễ rước cung nghinh trọng thể. Từ đó nó trở thành quốc bảo và được tôn trí thờ tại Đại Kim Tháp Hòa Bình kiến tạo trên đồi Singhuta ở ngũ quan Rangoon, thủ đô Miến Điện. Ngôi tháp được trùng tu từ năm 1774, xây cao đến 100 thước. Dưới triều vua Miến Điện, ngày nay chùa Sridhargon là một trong những trung tâm hành hương Phật giáo nổi tiếng nhất trên thế giới. Ngôi tháp Đại Giác hùng vĩ đã được xây dựng vào thế kỷ thứ 2 sau Tây Lịch. Nó được xây dựng trên nền tháp cũ của ngôi tháp A Dục và tòa kim cang vẫn giữ đúng vị trí nguyên thủy nơi Đức Phật ngồi chứng đắc chân lý. Niên đại của ngôi tháp được xác định bằng sự phát hiện ra những đồng tiền vàng
trong những di vật được chôn trước tòa kim cang, cùng với một số những đồng tiền mang nhiều chứng tích của vua Honshika. Ông Cunningham, người đã phát hiện ra nơi thánh tích này vào năm 1871, đã tìm thấy 3 tầng đất khác nhau ở nền tháp tại phòng chánh của tầng trệt. Lớp trên là lớp đá hoa cương, lớp giữa là lớp đá cát và lớp dưới là lớp thạch cao. Bên trong phòng này là một ngai vàng bằng đá ba sang, mặt bằng đá xanh đặt trên một sàn đá hoa cương. Di chuyển sàn này, ông phát hiện một ngai vàng thứ hai ở phía sau ngai vàng đầu tiên, cách 4 lớp thạch cao. Tiếp tục di chuyển những lớp thạch cao này, ông phát hiện một quả cầu tròn cứng bằng đất sét, bên trong chứa những di vật. Thứ nhất là 2 đồng tiền vàng. Trên mọi lá vàng bề mặt có đóng dấu của vua Kushika, kết nhau bằng chiếc vòng. Thứ hai là 5 đồng tiền bạc, những đồng tiền có lỗ với hình người và bên cạnh là nhiều mảnh vỡ không thuộc dạng. Sau cùng là 145 viên ngọc nhỏ đã bị đen qua thời gian. Để di chuyển toàn bộ lớp thạch cao bên mặt, ông bắt đầu phát hiện ngai vàng thứ ba đầy cát đá ở phía sau ngai vàng thứ hai, cũng cách 4 lớp thạch cao đúng như nó được khắc trong một bản khắc ở tháp Tanhut và những hình ảnh giác ngộ của Đức Phật Thích Ca. Tượng Phật mạ vàng khổng lồ với ấn xúc địa ở bên trong phòng chánh của tháp Đại Giác được tạc vào năm 380 sau Tây lịch. Tượng Phật đặc biệt này tượng trưng cho sự kiên giác ngộ vĩ đại của Đức Phật. Người Miến Điện đã trùng tu tháp Đại Giác vào những năm 450 sau Tây lịch. Vào năm 600 sau Tây lịch, vua Brahmin của xứ Benga, người rất thù nghịch với Phật giáo, đã chặt và đốt phá cây Bồ đề. 20 năm sau, năm 620, vị vua Mậu Đạo Phật là Brahma đã phục sinh lại cội Bồ đề và xây dựng một hàng rào cao khoảng 7 thước để bảo vệ. Từ đó cội Bồ đề không còn bị phá hủy. Ngài Huyền Trang, nhà chiêm bái thứ hai của Trung Quốc, đến đây vào năm 637 sau Tây lịch, đã thấy ngôi tháp Đại Giác và những sân bãi rộng rãi xung quanh với 21 ngôi tháp và 3 hồ nước, với 6 tu viện bao gồm cả tu viện của Thích Lan và hơn 1.000 tăng sĩ. Gần 3 thế kỷ sau thì khi Ngài Huyền Trang viết thăm Bồ Đề Đạo Tràng, hầu như không có sửa đổi gì nhiều và cũng không có sự mở mang phát triển gì thêm. Chỉ vào năm 1010, vua Mahipala, vị vua nổi tiếng của triều đại Pala ở Benga,